Đây nhá, lại có thêm một quả giống ở đây nữa nha các bạn nhá. Quả giống này thì cũng được đấy nha. Đây, nó rất là đỏ nha. Từ nay tới giờ là có 3 quả giống. Có đi có cắm vào ạ. Cái gì cắn đau thế nhỉ? Con này nhỏ cũng hay luôn nha các bạn nha. Không để nữa. Đây. Nhỏ cũng hay. Con này hay nỗ nha. Con này cũng hay nỗ nha các bạn nha. Đây. Tuy là hơi xấu nhưng mà đẹp thì hay hết nha. Tôi sẽ đi từ đây sang cây kia xong là tôi mang dương đi giúp ở cây kia đấy, xong là tôi quay lại hái cam bạn nhá. Dịch cũng đã đầy cỡ, rất là khó đi, rất là nặng là khó đi nhá. Tôi sẽ đi từ đây sang cây kia mang cái này về trước đó, thì tôi quay lại sau nhá. Như thế này tương đối là khó đi các bạn ạ. Cực kỳ là khó đi nhá. Chỗ này thì giống như là mình đang dò thì cái gì đấy các bạn nhỉ, hãy dưa mà đi mày một chỗ này thì úp. Từ ngày mai cửa này đi xong là mình giam thịt tiếp nha các bạn nha. Này thịt sẽ hơi xấu bọn này. Có nữa đây.